Vào 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, mực nước sông Hồng dâng rất cao do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ngập úng mặt đường ven sông Hồng. Hàng chục hộ gia đình hối hả khuân vác đồ đạc, đẩy phương tiện lên vị trí cao khô ráo để bảo toàn tài sản trước khi mực nước dâng cao hơn. Có người còn tạm thời di rời khỏi nơi ở tới nhà người thân để tránh nước lũ. Ngay trong đêm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký ban hành công điện hỏa tốc về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cấp, các ngành, lãnh đạo các địa phương căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý, tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông, trên sông biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.